chào tất cả các anh chị, các chú bác, các thầy cô, tất cả các phụ huynh, tất cả các cổ đông cũng như tất cả các anh chị em ở trong khán phòng này. Mình là Chương Trần và mình là một cái người con người Việt Nam. Khi định cư ở nước Mỹ là 17-18 năm nay thì ở đó mình thấy tất cả những cái điều mà cái thế giới này họ mong muốn đến, nhưng mình cũng thấy được một điều ở đó nó rất là thiếu thốn, đó là cái đạo đức của con người. Mà đối với Chương Trần là cái đạo đức là quyết định tất cả, quyết định cả vận mệnh thế giới, chứ không phải là cái tài. Có đôi khi người ta có tài mà họ không có đức, chính cái tài đó nó hủy diệt cái thế giới này. Chính vì vậy khi mà Chương Trần thấy được một chân lý là mình, thầy Nguyễn Phụng Phong đang quay về với cái nguồn cội, cái gốc rễ của cái đạo làm người, thì lúc đó bất kể không cần biết ở đâu, nhiều tiền ít tiền hay là một cái gì, hay là người ta nói là mình bị cái gì mà mang con về trở lại Việt Nam để mà học cái thứ mà hiện tại bây giờ người ta không quan tâm tới, nhưng đối với Chương Trần thì không nghĩ là cái điều đó, và đã quyết định đầu tư và đồng hành cùng với thầy. Mình không cần biết rằng mình không nghĩ tới là kiếm tiền ở đây, nhưng mà mình quyết chung tay để xây dựng lại cái đạo đức của người Việt Nam mình. Chính vì vậy mà đã quyết định đầu tư. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ thưa thầy, em còn một điều và ở cái đất Mỹ xa xôi bên đó thì thật sự Chương Trần không có làm được một cái điều gì hết, mà may mắn là vũ trụ đã gửi tới cho một cô em rất là đáng yêu, một cái cô em mà không cùng cha không cùng mẹ, chỉ cùng chung cái người cha vũ trụ trái đất này thôi, đó là em Phạm Thị Thu Thủy. Hôm nay xin mời chị Thủy lên sân khấu, người em đó xin mời người em đó lên đây để cùng chung vui với chị. Đó là người sao mà chỉ làm được nữa, còn lại thật sự là Chương Trần không có làm được gì hết, mà cái người làm nên một cái tên Chương Trần chính là cô em này đấy. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thôi thì cứ thấy tên Chương Trần nghĩa là kêu luôn tên Thủy và đội nhóm là được rồi, ok chưa? Rồi cảm ơn chị và mời chị Chương Trần tiến lên một bước. Lẽ ra là hôm nay là chúng ta tặng gọi là logo tâm chiến lược bằng vàng nặng lần này cho chị Chương Trần thôi, nhưng mà chị nói một cái điều rất là xúc động, đó là chị không thể đi mà không có cái người cộng sự này được, nên mời chị Thủy cũng tiến lên một bước luôn. Xin mời các bạn. Quý chị, đây là logo của công ty chúng ta. Mỗi lần chúng ta nhìn thấy logo này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái lý tưởng xin mời mà chúng ta đang đeo đuổi. Trân trọng kính mạc chị. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Vì ban tổ chức đó là chị chuẩn bị không cái thôi, nên tôi sẽ tháo cái của tôi xuống. Đó hả? Đúng rồi, các bạn có chuẩn bị hả? Hay quá. Vậy thì cái này là của chị Thủy nha. Trân trọng cao hơn chị. Đã có mọi cái gì chuyên trần để tạo ra nhiều tuyệt vời này. Phải hay chúng ta xem mỗi lần thì cái cơ lưu này mình nhớ cái ý tưởng của chúng ta thì sẽ có ra từ sự vui sống. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Sẽ đào tạo cho con cái của cổ đông cũng trở thành những hiện tài thực thụ để truyền cảm hứng cho những thành viên khác trong cộng đồng chúng ta. Một lần nữa biết ơn tất cả quý vị rất là nhiều.